với B Channel và đây là chuyên mục B News. Cùng mình điểm qua những tin tức nóng hổi của ngày hôm nay nha. HTC Wi-Fi X ra mắt với giá từ 3,5 triệu đồng, đánh dấu việc bán quyền sử dụng thương hiệu cho công ty khác. Realme 5 xuất hiện trên Geekbench, sử dụng Snapdragon 665 và 4GB RAM. Tổng hợp thông tin rò rỉ của Poco Phone, Poco F2, cấu hình, ngày ra mắt và giá bán. Nokia 7.2 xuất hiện trên Geekbench, xác nhận chỉ trang bị chip Snapdragon 660 đời cũ. HTC Wi-Fi X ra mắt với giá từ 3,5 triệu đồng, đánh dấu việc bán sử dụng thương hiệu cho công ty khác. Thì sau nhiều năm thất bại và tổn thất nặng nề trên thị trường di động thì HTC vẫn đang tìm lối đi mới. Và thương hiệu này đã tiếp tục ra mắt một sản phẩm giá rẻ mang tên là Wi-Fi X. Tuy nhiên thì đây không phải là một HTC 100% như là bạn tưởng nha. Hãng HTC đã nhượng quyền sản xuất cho một công ty InOne Smart Technology thuộc tập đoàn InOne Group có trụ sở tại Trung Quốc. Máy được trang bị một màn hình là 6.2 inch với phần notch hình giọt nước và độ phân giải là 1520x720 pixel. Nhìn chung thì thiết kế của máy rất giống với nhiều mẫu khác đã có trên thị trường và không có dấu ấn riêng. Điểm nổi trội của máy này chắc hẳn là cụm 3 camera ở mặt lưng, bao gồm ống kính chính là 12MP, cảm biến đo chiều sâu 5MP và có khả năng chụp ảnh xóa phông với ống kính là 8MP. Hiện tại thì máy chỉ được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá là 155 USD, khoảng 3,5 triệu đồng cho phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB và 195 USD, khoảng 4,5 triệu đồng cho phiên bản là RAM 4GB và bộ nhớ 64GB. Realme 5 xuất hiện trên Geekbench, sử dụng Snapdragon 665 và 4GB RAM. Thì ngày 20 tháng 8 tới đây, Realme sẽ tổ chức một sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm Realme 5 Series. Ngoài trừ những sự ra mắt của các flagship thì Realme 5 là một máy tầm trung cũng được rất là nhiều người mong đợi. Dựa vào những dữ liệu có được thì chiếc máy sử dụng con chip Snapdragon 665 đi cùng với đó là 4GB RAM. Đây được cho là một sản phẩm đối đầu trực tiếp với Xiaomi Mi CC9e tại thị trường Trung Quốc hay là Xiaomi Mi A3 ở thị trường quốc tế. Thì theo các nguồn tin rò rỉ, đây sẽ là sản phẩm đầu tiên của Realme có hệ thống 4 camera, bao gồm là camera chính 16MP, một camera góc rộng lên đến 119 độ, ống kính macro và ống kính hỗ trợ chụp ảnh chân dung. Bên cạnh Realme 5 thì người dùng sẽ có thêm một phiên bản cao cấp hơn, đó là Realme 5 Pro với con chip dự kiến là Snapdragon 712 và cụm camera 48MP. Bản tin tiếp theo đó là tổng hợp thông tin rò rỉ của Poco Phone, Poco F2, cấu hình, ngày ra mắt và giá bán. Thì Poco F1 có lẽ là chiếc smartphone đầu tay của một thương hiệu thành công nhất tại thị trường Ấn Độ trong nhiều năm qua. Chiếc smartphone đã làm thay đổi quan niệm về dòng sản phẩm flagship cao cấp khi có giá bán rất là phải chăng. Giờ đây thì Poco Phone, Poco F2 sẽ cố gắng để tiếp nối thành công đó. Về thông số kỹ thuật, theo những thông tin rò rỉ trước đây thì Poco F2 sẽ được trang bị chip Snapdragon 855 Plus mới nhất của Qualcomm. Thì bộ nhớ RAM có thể tùy chọn là 6GB hoặc là 8GB. Ngoài ra thì Poco Phone sẽ thực hiện một vài tùy chỉnh để chiếc smartphone này đạt hiệu năng tốt nhất khi chơi game. Thì màn hình của Poco F2 sẽ có kích thước là 6.4 inch. Một tin đồn cho rằng đây sẽ là màn hình OLED và tích hợp cảm biến vân tay bên dưới. Poco F2 cũng sẽ được cải tiến camera với 3 camera sau, trong đó có một camera chính, một camera góc siêu rộng và một camera tele để cảm biến chiều sâu. Về phần thiết kế thì thiết kế của Poco F2 sẽ gần giống với người đàn anh Poco F1 với thân máy làm bằng nhựa polycarbonate. Ở mặt sau thì không có nhiều thay đổi về thiết kế, cụm camera vẫn đặt theo chiều dọc ở chính giữa. Chiếc smartphone này vẫn sẽ giữ lại sắc cắm tai nghe là 3.5mm. Về ngày ra mắt và giá bán thì năm nay Poco F2 có thể sẽ ra mắt muộn hơn so với là Poco F1 vào năm ngoái. Nguyên nhân là do Qualcomm vừa mới ra mắt bộ vi xử lý Snapdragon 855 Plus hồi tháng 7. Trong khi đó thì Poco Phone mới sử dụng con chip này trên F2 nhằm tối đa hóa hiệu năng chơi game. Và quý 4 năm nay là thời điểm thích hợp để mà Poco F2 ra mắt và sẽ là chiếc smartphone flagship cuối cùng ra mắt trong 2019 luôn. Về giá bán thì Poco F2 sẽ được cho là có giá bắt đầu từ 30.000 rúp, khoảng 422 USD. Khoảng năm ngoái thì Poco F1 ra mắt vào tháng 8 có giá bắt đầu từ 20.999 rúp, khoảng 300 USD. Nokia 7.2 xuất hiện trên Geekbench, xác nhận chỉ trang bị chip Snapdragon 660 đời cũ. Thì Nokia 7.2 dự kiến sẽ là model tầm trung của HMD Global ra mắt tại IFA 2019 sắp tới. Thì gần tới ngày ra mắt thì có khá là nhiều thông tin về con này và có một tin buồn là máy vẫn sử dụng con chip Snapdragon 660 đời cũ. Theo thông số tiết lộ trên Geekbench thì máy sẽ có RAM là 6GB, chạy Android 9 Pie khi xuất xưởng. Phiên bản tiền nhiệm của Nokia 7.1 có hai biến thể RAM 3GB và 6GB. Như vậy về cơ bản Nokia 7.2 sẽ có một bản nâng cấp nhẹ về chip xử lý. Nếu như Nokia 7.1 trang bị chip Snapdragon 636 thì nay đã được nâng cấp lên thành Snapdragon 660. Theo như tin đồn thì Nokia 7.2 sẽ được trang bị 3 camera sau và được bố trí trong một cụm hình tròn ở giữa. Nokia 7.2 cũng được có màn hình Full HD cộng, cảm biến vân tay mặt sau và dưới cụm camera. Thì đây sẽ là bản tin của ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn nào có thắc mắc có thể để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin lần sau.